Đâu đâu? Ở hai hết ở đây. Tôi quay qua này nó gần hơn. Không cháu con nào giá. Nhiều con. Này cháu nhìn thấy cái con kia ngoài kia ở trong lúc gì có nhìn rõ không? Rõ chứ bà. 25.000 con. 25.000 con. Ui giời, nó chuồn này. Đấy, nó cắn chết đấy. Ngày nó ăn biết bao nhiêu này. Bây giờ họ vất đầu cô cái đồ ấy xuống nó gà. Gà, chủ yếu là gà. Thế. Nợn phối. Ừ, phối nợn. Phối bò. Trẻ trẻ, hắn năm hắn phởi rồi nè trẻ. Con men cho gọi những con hạ môn mới rồi chứ mà nói trẻ. Con trong cái nhà nó há im mà nó trả. Nhưng mà còn cái chuyện trẻ cái tên này đấy. Hạ môn rồi chứ mà. Cái chào này nó cắn. Quay cái nó bỏ lên mãi chơi được à. Trong khô cái kìa. Trong nhà khô cái kìa. Ừ kiểu nó làm trong kia nhỉ. Trong nhà khô. Giờ nó làm trong không cát gì đấy không kìa. Giờ mình mới nhìn luôn. Khô thì nằm như là cá sấu chết thì nhỉ. Kêu này cái quần nó cứ há im. Động lại cái quần nó lớn cho cái gì nó bò vào. Cái con này nó cho nó ăn cái gì được. Đấy, nó bò vào đấy. Dầu lắm nhỉ. Chắc là phải mấy trăm con. 25.000 con. Dầu ơi, thế cục. Nó bò đây này. Kìa con kia nó bò lên kìa. Nó nắng nó xuống hết nước, tối nó mới lên. Tối nó mới lên trên cái mặt. Chẳng bao giờ người ta thịt nữa đâu nhỉ. Vua của đất nước cá sấu chúng tôi gửi lời chào mừng đến quý vị. Quý vị cảm thấy thế nào khi ở giữa chương trình? Con này đây vâng. Ôi còn ở bên đây nữa, không có bên đây nắng không hỏi này. Bên đây giá. Ôi nó cho gầm bên đây bác ơi. Sao gầm chứ. Nó nắng không hỏi mấy. Vâng. 25.000 con. Đâu có ra tận ở kia cơ mà. Bà mua mồi mà câu. Nó trong gầm ấm này này. À mát này. Cá sấu nguy hiểm, quý khách lưu ý không chọc phá cá sấu, không đưa tay chạm vào cá sấu, không vọt lan can ra ngoài, không ném vật lạ xuống hồ. Ui dồi ôi, kinh nhỉ. Tướng trời rằng, cung điện của chúng tôi mà quý vị đang đến. Vào đây kẻ chụp được cái con há mồm ấy. Đấy. Con há mới đẹp. Trong thật là kỳ. Màn điện thoại mở lên chụp Trung Quốc cho nó ăn này, nó bò vào các bạn. Các dầu ý kiểu gần quốc con này. Chúng tôi cùng bán chân là những sắc đấy. Có những chiếc đuôi dài mạnh mẽ, hung hăng và dầu mẹ bên kia năm chưa kìa. Nhưng quý vị thấy đó, các cư dân của chúng tôi rất hiền hòa. Đôi khi có giải sinh kìa, mấy nghìn con nó ra tận kia quay kia há mồm to chưa kìa. Đấy, mãi xa không quay tới. Nhưng sau đó dầu kìa, ui con kia con chết rồi con thật. Thật đúng ấy, à thế. Dầu ơi tôi à nhỉ. Đây này, hồi tới chiều trưa ngầm ngủ ở đây. Ui giời, ui giời ơi, nắm không kìa. Nó tìm chỗ mát nó dễ nó nằm đấy. Năm bà nó chưa có xây như thế này đâu. Ừ. Nhưng mà nó có cái lầu như này. Cái này là lưng dày má mà. Có nhìn nữa, có nhìn không? Có. Giờ rơi cái điện thoại để tôi đi. Thế. Cá nuôi cá sấu là nó ra. Thịt người ta ăn được chứ? Ăn được mà, thịt cá sấu ăn được mà. Con này to lắm, chắc con này nó phải gần tạ đấy. Bốn tạ chứ bà. Thế. Ui, nó dài. Còn mới hai tạ đấy.
Ủa nó là chìm luôn kìa. Nhỏ nó to nó bơi. Ui giời nó to. Đấy, cái mình. Ui giời cái mình nữa này. Ấy, ui trông kinh. Nói rồi thấy không, già ngày đi chứ. Cái mét, cái mét. Ấy, gì cứ tưởng tượng con lợn nó một tạ nó. Đúng, ui giời con này, ui giời những con này nó to đây này. Này. Ui nó chui qua cầu đây này. Đấy, ra cái con kia kìa. Con này là lâu rồi. Sẽ tôi quay nó tí. Cái cá rô phi này ăn cứt của nó. Ra đây nhá. Con này mới là rõ này này. Ui dồi ôi, con to, ui dồi ôi. To chưa? Ui dồi ôi. Ừ, còn 70% nhé. Sáng người ta không nghĩ ra, ta nạp luôn. Cháu này đi xe. To chưa? Chủ yếu là về cho cháu xem. Con kia nó già nó không. Cháu muốn để phát trực tiếp ấy. Đẹp. Sao nó không phát trực tiếp với tớ? Để tớ cho người ta coi. Gì có ấy không? À, cháu ừ, hết nhỉ? Pin gì thì ừ, đúng rồi, có mạng đâu mà trực tiếp. Hay là gì có bố ấy ra, bố xin một gì ra sang điện thoại của cháu. Thôi xin một gì nó khó lắm đấy. 25.000 con. Kinh nhỉ. 25.000. À mình cứ tưởng vào chỗ kia thì vào chỗ kia quay. Ôi giời ơi, nó cắn chết. Bà biết sao chỗ đó là khu vực cá sấu sinh sản. Ừ. Đẻ nó nên thấy nó đẻ. Kinh nhỉ. Trứng chứ nó đẻ à? À đẻ trứng à? Trứng là đẻ thành con luôn. Thế mà nó không ăn nhỉ? Có con khác nó ăn ở con kia. Con này, ba này, ui rồi. Con nào đẻ nó chưa? Ui rồi, con này mới to này. Ui rồi, con này to chưa? Ui rồi, ui con này to nhỉ? Con này là đâu đòi rồi đây này? Thế ngồi lên đấy nó không chìm được đâu nhỉ? Ừ, mình ngồi đấy chắc nó không chìm được. Sao chìm được? To gì? To chưa? Ui rồi, tung tăng xương nhỉ? Này cái nước này cũng bẩn đấy nhỉ? Bẩn thôi. Vào đầu tiên vào đây có tanh có bỗ nữa. Ui ở đây nước xanh rỉ này kìa. Cá nhiều, cá rô phi nhiều. Tanh. Ui thì cá nó bắt nó ăn hết chứ còn. Chứ thả cho cá ăn mà. Thả cho con này ăn, làm thức ăn. Con này to này. Ui trời ơi, con này mới ác đây. Con này to nhất chưa, con nào to bằng con này. Ỉa ra thì ba cá rô phi ăn được to hơn. Kiểu cái đầu con này mốc meo này. Nó lâu đời vậy. Chưa con nào to bằng con này. Gì? Dạ ui cái đầu nữa kìa. Đấy đấy, cái săn bắt cá trong khi đấy. Không. Chắc chắn bao giờ chúng nó thịt đâu nhỉ. Thế. Chắc. Nó già lắm. Nó già. Tổ lắm thế. Mình không được xem với con cái gì cơ nhỉ. Con mình không được xem với con gì nó kêu người cá heo mới thích nhỉ. Này đi về đây nó nên bỏ nó nằm đây này. Ê, đây đây thế này. Đấy, lên bờ nằm thế này. Mấy nghìn con nhưng mà. Ôi dồi ôi, hai con này mới bự này. Ui giời ơi này. Đây đọc con bự chưa? Cứ xem đi. Dạ ôi, bự chưa đọc con cá mốc đầu. Ui con kia nó nên nằm rồi không to. Ui dồi ôi. Nó thử cho nó gì ăn đấy. Ui, con nấy mà rơi xuống. Này, bà thấy cái thằng nanh nữa chưa? Ừ, thấy thằng khổ chưa? Sợ. Đang giữ tiền đây, đang giữ tiền đây các bạn ơi. Loại này mà nó người xuống nó rằng, nó vật ấy. Vật ba cái thì tan hết. Con này hai tạ. Đây này, quay con to này này. Con này này. Đây là cái đống kia kìa các cậu ơi. Đúng rồi, nó mát mới nắm kìa. Tương truyền rằng
cung điện của chúng tôi mà nó chỗ này nó mát lắm nên nó làm nhiều rồi. Này quần này nhất chưa có nào tôi mà con này đúng chưa, có đúng không nhỉ? Nhiều quần to. Trời ơi, nắm con nọ nó kề mồm nó con kia mà nó không cắn nhau nhỉ. Đây.